Muốn giàu thì các bạn phải trả giá. Làm giàu có dễ không cả nhà? À không, không bao giờ làm giàu mà dễ. Đây là một hành trình mình phải trải qua rất là nhiều những khó khăn ở trong cuộc sống. Nếu người nào mà chưa trải qua khó khăn thì người đó chắc chắn cũng chưa trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta phải có những nỗi đau, chúng ta có những cái sự dè bỉu, hắt hủi vân vân thì chúng ta biết khó khăn. Trả giá tức là chúng ta sẽ phải chấp nhận vượt qua tất cả những cái điều đó. Ai đó nếu mà cảm thấy cuộc sống mình đang rất êm đềm thì người đó chưa có gì là trả giá hết. Mỗi ngày chúng ta cần phải có rất nhiều thử thách để chúng ta cố gắng và chúng ta nỗ lực hơn. Chúng ta có thể phải trả giá về thời bạc, trả giá về thời gian và trả giá về công sức, sự giá về sức lực, rồi trả giá về những sự lựa chọn. Rất nhiều những sự nào. Có nhiều người bảo mình đang làm giàu thì bây giờ mình đang đi làm thuê được không? Được mà. Tuy nhiên cái giàu thì người ta gọi là giàu trong bao nhiêu? Ví dụ giàu 1 tỷ hay giàu 10 tỷ hay giàu 100 tỷ ở trong tài khoản nó sẽ có sự khác nhau. Rồi giàu có cái sự giàu đủ ăn, rồi giàu thừa thãi. Và vấn đề là bạn muốn chọn cho nào. Vậy nên chúng ta cần lựa chọn mục tiêu của mình để chúng ta quyết định. Làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 việc cũng được. Nhưng mà tuy nhiên nếu giàu thì nó đấy chỉ đủ ăn thôi. Nhưng mà nếu đủ ăn thì người ta không gọi là giàu. Giàu đó là phải dư thừa, phải có rất là nhiều. Bởi vì nếu mà đủ ăn, ngày mai mà chúng ta không kiếm thêm thì đã hết. Còn thừa thì ngày mai không kiếm thêm thì nó vẫn còn. Vậy nên đối với quan niệm người giàu đó là phải thừa. Và nếu chúng ta không tập trung thì chúng ta không có. Trả giá. Cả giá, cả nhà luôn nghe này. Tiền bạc là những thứ có thể trả dễ nhất nha. Nhiều tiền hoặc ít tiền chúng ta đều có thể trả được. Ví dụ có một thứ gì đó bán cho chúng ta rất nhiều tiền, bán hợp lý thì chúng ta vẫn có thể trả được. Tuy nhiên nó đòi chúng ta phải trả giá bằng danh dự, trả giá bằng sức khỏe thì sao? Mọi người thì lại sợ trả một số tiền lớn, nhưng chúng ta chưa bao giờ rơi vào tình huống trả giá bằng những thứ khác. Nên đôi khi chúng ta chả biết là cái gì giá đắt, chả biết cái gì là rẻ. Như vậy theo quan niệm như người thành công thì tiền là thứ rất rẻ, thời gian là những thứ rất mắc. Vậy trong khi đó rất là nhiều người lại đi bán thời gian để kiếm tiền. Mà chúng ta biết rằng thời gian là những thứ cực kỳ quý giá. Hết thời gian thì còn được không? Hết thời gian là xong rồi đó. Tuy nhiên chúng ta lại đang đi bán thời gian. Vậy thì việc của chúng ta có thể làm thế nào để dùng thời gian để tạo ra được kết quả cho mình mong muốn. Chứ đừng bán thời gian của chúng ta để đi làm chủ cho ai đó. Như vậy tóm lại trả giá, tiền là rẻ nhất. Chứ còn sức khỏe, tiền, thời gian vân vân những thứ đó rất đắt.